xin kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tác phẩm tiểu thuyết trinh thám hình sự được mang tên Nhà bác học mù của tác giả Lê Mai. Một lần chót, Lệ Lan kiểm điểm lại mọi vật dụng và thực phẩm đựng trong một túi lớn được đan bằng sợi ni lông, rồi tắt lửa trên bếp hơi và ra khỏi phòng. Nàng khóa cửa rồi đứng nhìn đám trẻ nhỏ ngoài đường đang chạy đua ra bãi biển. Lúc đó chồng nàng là Yên Lịch vẫn mãi mê thảo luận với bác sĩ Giang Điền trong phòng khách. Đã 3 tuần, Yên Lịch không ra khỏi nhà, chàng phải ra mình cả ngày lẫn đêm trong phòng nghiên cứu. Bác sĩ Giang Điền, y sĩ trưởng của trung tâm, đã nhiều lần thúc giục chàng nên đi hóng gió ngoài trời vài 3 giờ. Mãi tới hôm nay Yên Lịch mới bằng lòng đi. Lợi dụng khoảng thời gian trống trong khi chồng nàng và Giang Điền chưa chấm dứt câu chuyện, Lệ Lan trong bộ trang phục thể thao ngắn gọn. Đứng soi gương coi lại cách trang điểm của mình đó là động tác thông thường của bất kỳ thiếu phụ nào, nhất là đối với một người trẻ đẹp và duyên dáng như nàng. Lúc ấy, tiếng bác sĩ Giang Điền lọt ra khỏi phòng khách. Tôi không cho điểm ấy là quan trọng hơn hết. Vũ trụ tuyến là vấn đề sinh tử phải giải quyết. Lớp vỏ ngoài bằng nhôm của hỏa tiễn không đủ sức chống lại vì quá mỏng. Cần phải đặt những tấm bình phong bằng thép dày 5cm hay hơn nữa. Yên Lịch đáp. Không được. Như vậy hỏa tiễn sẽ trở nên quá nặng. Dĩ nhiên. Nhưng từ độ cao 30km trở lên, người nào không được trang bị thật đầy đủ và kỹ càng để che chở thân thể thì sẽ chết. Vì trên đó sức tấn công của vũ trụ tuyến mạnh gấp 25 lần sức chịu đựng trung bình của cơ thể. Phải sớm tìm ra một giải pháp cho vấn đề trước khi chế tạo một hành tinh nhân tạo chở người theo. Yên Lịch cười rộ và tiếp lời bạn bằng một giọng khôi hài. Dạ, thưa bác sĩ, chúng tôi còn ở giai đoạn chế tạo một nguyệt cầu tí hon không đủ sức và không có chỗ để mang theo một con mèo. Lệ Lan thở phào, nhưng nàng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì từ khi theo chàng tới trung tâm Phatic, hàng ngày nàng vẫn được nghe các bạn đồng nghiệp của chàng bàn tán về việc chế tạo nguyệt cầu tí hon. Đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút, giờ khởi hành đã ấn định từ hôm qua, Lệ Lan gõ cửa báo hiệu cho chồng và bạn. Nhưng hai người đàn ông vẫn tiếp tục thảo luận và tỏ vẻ không nghe thấy gì ngoài câu chuyện của họ. Bực mình, Lệ Lan bèn xách cái túi lưới nặng trĩu ra xe hơi, một chiếc Ford màu thiên thanh, mui vải bố đã gấp gọn về phía sau. Nàng mở cửa thùng sau xe, xếp túi lưới vào trong đó và khóa cửa thùng. Sau đó nàng lại tới gõ cửa phòng khách. Hai người đàn ông vẫn mãi miết bàn cãi không để ý đến tiếng gõ cửa. Nàng bực mình la lớn. Thôi, xin hai ông tạm đình thảo luận cho con nhờ. Yên Lịch đáp. Anh ra ngay. Yên Lịch và Giang Điền vừa ra khỏi cửa, Lệ Lan liền gắt. Anh Điền, chính anh đã tới thuyết phục nhà tôi hàng chục lần để anh ấy chịu đi hóng gió. Thế mà hôm nay anh lại ngồi lì trong phòng để nói những câu chuyện nát óc với anh Lịch. Anh định đầu độc thêm anh ấy phải không? Giang Điền, một bác sĩ quân y gần 40 tuổi, trước đây dạy ở trường y khoa hàng không tại tiểu bang Texas và nay chuyển về trung tâm nghiên cứu tại Phatic. Ông là một nhà bác học đang say mê nghiên cứu môn y học liên hành tinh. Dáng người tròn chỉnh, khuôn mặt trái xoan, đôi kính gọng vàng, ông có tính nói nhiều. Bởi vậy mỗi khi gặp Yên Lịch là cả hai ngồi thảo luận liên miên về các vấn đề hàng không, vũ trụ. Một ngành khoa học tân kỳ mà sự khám phá mới là một bí mật cần tuyệt đối giữ kín vì Hoa Kỳ và Liên Xô đang chạy đua đồng thời có rất nhiều gián điệp đi dò xét và công phá lẫn nhau. Bị Lệ Lan trách, Giang Điền quay sang nhìn Yên Lịch, rồi vừa cười vừa nói. Anh Lịch, chị ấy lên án tôi đấy, khổ chưa? Lan nóng tính quá. Đã chót vào đề thì phải nói cho xong câu chuyện đã chớ. Vấn đề trọng đại lắm, đi chơi là việc phụ. Thôi, chúng ta lên đường. Chào anh Điền. Lan cũng xin lỗi anh, vừa rồi gắt đùa đây thôi, anh đừng giận nhé. Nàng vừa nói vừa khóa cửa phòng. Giang Điền bắt tay vợ chồng Yên Lịch rồi trở về nhà mình cũng ở trong cư xá của trung tâm. Lệ Lan lái xe, Yên Lịch ngồi cạnh vợ. Nàng thường lái xe thay chồng vì chàng hay lơ đễnh trong khi đầu óc bận suy nghĩ. Có thể do đấy mà xảy ra tai nạn trong khi phóng nhanh trên xa lộ nếu chàng cầm lái. Yên Lịch năm nay 32 tuổi, dáng người hơi gầy nhưng rắn chắc, mắt sâu và sáng,
tóc cắt ngắn. Chàng là một trong những chuyên gia bậc nhất về hỏa tiễn ở Hoa Kỳ. Chàng đã cộng sự lâu năm với nhà bác học chứ danh von Braun người Đức, cha đẻ của V1 và V2 trong việc nghiên cứu và chế tạo các loại hỏa tiễn tân kỳ. Khi bắt đầu thực hiện chương trình thám hiểm không gian Vanguard Project, chàng được thuyên chuyển về Phatik để tham dự vào việc chế tạo nguyệt cầu tí hon, đệ nhất hành tinh nhân tạo của Hoa Kỳ. Trong việc này, các chuyên gia của trung tâm đều coi chàng là bậc đàn anh và tự nguyện tuân theo mệnh lệnh của chàng. Trung tâm Phatik là một trại biệt lập cách xa thành thị và được thiết lập bên bờ Đại Tây Dương để thực hiện chương trình thám hiểm không gian. Trại này thật vĩ đại, gồm 4 khu lớn, địa điểm phóng hỏa tiễn đặt sát bờ biển, tiếp đến là khu phòng thí nghiệm nơi làm việc của hàng trăm nhà bác học. Sau hết là khu cư xá với những căn nhà đồng kiểu, vững chãi và đầy đủ tiện nghi dành cho nhân viên của trung tâm và gia đình của họ. Ngoài ra, trung tâm còn có trường học, rạp chiếu bóng, các tiệm hàng, bệnh viện, nhà thờ. Chẳng khác gì một thị trấn nhỏ. Chung quanh là hàng rào dây kẽm gai dày đặc, kiên cố. Khi ra tới cổng trung tâm, Lệ Lan phải dừng xe lại để xuất trình giấy tờ. Nàng và Yên Lịch cùng vào trạm kiểm soát, một cơ sở của cơ quan an ninh, phụ trách việc khám xét mọi người và mọi xe cộ xuất nhập. Mỗi khi ra khỏi trại, người ta phải khai rõ lý do, nơi đến, thời gian vắng mặt. Và giấy phép xuất trại phải do vị chỉ huy trung tâm là trung tướng gia điệp hoặc người phụ tá an ninh của ông cấp cho đương sự. Ngoài ra, các nhân viên trong cơ quan an ninh có thể xem xét tỉ mỉ từng người từ hành lý, áo quần tới thân thể. Tuy Lệ Lan chưa bao giờ bị khám xét như vậy, nhưng nàng coi việc đó là một hành động tàn nhẫn. Yên Lịch nói với trung sĩ thường trực. Chúng tôi đi chơi dọc theo bờ biển. Nhưng ông bà đi về hướng nào và tới địa điểm nào? Mấy giờ sẽ trở về trại? Đi xuống hướng nam và cũng chưa biết tới địa điểm nào. Gặp nơi nào vừa ý, một nơi có phong cảnh đẹp và yên tĩnh, chúng tôi sẽ dừng lại đó và sẽ về đây vào khoảng 8 giờ tối. Viên trung sĩ ghi những chi tiết ấy vào sổ, đóng dấu kiểm nhận vào giấy, rồi nói. Cảm ơn ông. Chúc ông bà một ngày vui đẹp. Yên Lịch lấy lại giấy phép, cùng vợ trở ra, đưa giấy cho người lính gác coi, rồi hai người lên xe tiến ra khỏi trại. Ra khỏi trung tâm, chiếc xe bon bon tiến về thành phố Phatik. Yên Lịch tự cảm thấy thảnh thơi, dễ chịu. 15 phút sau, xe chạy xuyên qua thành phố. Chàng ngồi yên lặng ngắm cảnh đô thị tấp nập đầy người qua lại, những kẻ chẳng liên hệ gì tới chương trình thám hiểm không gian như những dân của trung tâm. Rồi xe ra khỏi thành và lượn theo bờ biển quanh co, lên xuống theo sườn đồi núi. Trên đường có nhiều xe qua lại. Hôm nay trời không vần một chút mây nào. Mặt trời đã lên cao, sáng chói trên mặt nước. Gió biển thổi vào mát dịu. Lệ Lan cho tăng thêm tốc lực và nói. Chúng ta xuống tắm trước bữa ăn trưa. Yên Lịch mỉm cười và gật đầu trả lời vợ. Chàng vẫn yên lặng, say sưa ngắm nhìn cảnh vật. Vài phút sau, chàng lên tiếng. Từ nay, chủ nhật nào chúng ta cũng nên đi xả hơi. Em vẫn thúc giục anh nhưng anh cứ lì ra. Bây giờ mới thấy là hữu ích. Rồi Lệ Lan đạp chân ga cho xe phóng nhanh hơn nữa. Mấy phút sau bỗng nhiên nàng nhả ga, nhìn lên tấm gương vọng hậu và nói. Hình như có một xe khác theo dõi chúng ta. Có lẽ đúng. Đó là thông lệ của trung tâm. Ban an ninh phải theo sát những nhà bác học và kỹ sư mỗi khi họ ra khỏi trại, để hộ vệ chứ không phải để dò xét. Vì sinh mạng của họ vô cùng quý giá trong công cuộc mà chính phủ đang theo đuổi. Nhiều xe khác lần lượt vượt lên, nhưng chiếc Chevrolet ở sau 400 mét đi chậm lại theo đúng tốc độ xe của vợ chồng Yên Lịch để giữ đúng khoảng cách giữa hai xe. Em phải cho họ biết tay. Họ phải thi hành nhiệm vụ do cấp trên giao phó vì họ là quân nhân. Thôi, em cứ coi như là không có ai theo dõi chúng ta cả. Lệ Lan vẫn hậm hực, nàng không trả lời Yên Lịch và nhấn chân ga cho xe phóng hết tốc lực, mặc dù đây là khúc đường nguy hiểm. Em điên à? Gió ép phổi mạnh quá, anh không chịu nổi đâu. Gắng chịu, em nhất định chọc tức họ chơi. Họ lái giỏi hơn em nhiều, không làm gì nổi họ đâu. Thôi, đi chậm lại. Nhưng Lệ Lan vẫn cho xe phóng như bay và chiếc Chevrolet vẫn bám sát theo đúng tốc lực của chiếc Ford.
luôn luôn giữ đúng khoảng cách 400 mét không hơn không kém. Trên chiếc Chevrolet, trung sĩ Y Miên cầm lái, ngồi bên anh là hạ sĩ Hảo Nhân, hai nhân viên an ninh của trung tâm. Hai người đều bực tức, hạ sĩ Nhân nói. Mụ này chơi khăm quá, một trong hai xe sẽ văng xuống biển hoặc hút vào không biết. Trung sĩ Y Miên không trả lời, chăm chú nhìn đường và ngó xe của vợ chồng Yên Lịch. Anh quyết tâm bám sát chiếc Ford và giữ đúng khoảng cách đã định. Hết khúc quanh này đến khúc quanh khác, hai chiếc xe nhất quyết chạy đua hết tốc lực. Bất chợt xe của hai quân nhân bắt gặp một vũng dầu lớn bao phủ cả một khuỷu đường không rộng như quãng trước. Y Miên nhả ga và thắng xe, nhưng không kịp. Chiếc Chevrolet đã chạy lên vũng dầu rất trơn, bị văng mạnh ngay sang lề đường và húc vào một thân cây lớn, xe bị bẹp rúm. Tất cả tạo thành một tiếng động dữ dội, rồi lửa khói bốc lên. Vì gặp quãng đường quanh co lượn khúc qua một khu rừng, cho nên Lệ Lan không nhìn thấy xe của hai quân nhân sở an ninh. Nàng vượt thêm một quãng dài gần 20 km nữa, rồi ngừng lại trên một đồi thông sắt bờ biển. Anh thấy chưa? Bọn an ninh không thể theo kịp chúng ta. Có lẽ xe bọn họ bị hư một bộ phận nào và phải tạm ngừng lại giữa đường để sửa chữa. Yên Lịch mỉm cười nhìn vợ, rồi lặng lẽ bước ra khỏi xe. Em ác quá! Lỡ họ bị tử nạn rồi sao? Anh mong rằng lát nữa họ sẽ tới đây. Họ chưa tới, anh vẫn chưa yên tâm. Thôi, kệ xác họ. Có bị vỡ đầu cũng đáng kiếp. Ai bảo thích theo dõi người khác? Em sẽ không chịu để họ kèm sát chúng ta một buổi. Lệ Lan bỏ áo ngoài, chỉ còn áo tắm trên người, nàng tụt giày và liệng tất cả vào xe. Em xuống bãi trước anh. Nàng vừa nói vừa chạy nhanh ra biển. Yên Lịch đứng nhìn vợ vượt qua rừng thông theo sườn đồi. Một phút sau nàng khuất bóng sau các gốc cây. Xuống tới bãi cát trắng uốn khúc theo chân núi, nàng gặp ngay một làn sóng đang xô chạy vào bờ. Lệ Lan chạy tới giang tay đón khối nước biển tràn qua đầu, rồi nàng bơi tiến ra xa. Khi đã cách bờ khoảng 200 mét, nàng quay đầu nhìn trở lại, nhưng không thấy bóng Yên Lịch cả trên bờ lẫn dưới bãi. Thoạt tiên, cho rằng chồng mình đứng lại ngắm cảnh núi rừng, nàng cứ bình thản đùa với sóng và tập dượt các lối bơi. 10 phút sau, Lệ Lan hơi nóng ruột, bơi ngược trở lại để tiện nhìn vào bờ nhưng vẫn không thấy hình bóng Yên Lịch. Sốt ruột, nàng bơi hết sức cho mau tới một chỗ rộng. Khi đã có thể bám chân xuống đất, nàng đưa hai tay lên miệng làm loa rồi hướng lên phía đỉnh đồi gọi lớn. Anh Lịch, mau lên. Biển ngon lành lắm. Nàng lắng nghe, không một tiếng trả lời. Nàng lại gọi ba lần nữa. Anh Lịch, anh ở đâu? Vẫn không thấy tiếng chồng đáp lại. Lệ Lan bắt đầu lo ngại và tiến vào bờ, vừa chạy vừa tự hỏi. Bạn nãy xe chạy quá nhanh, có lẽ vì thế mà chàng bị nhức đầu, tức ngực và ngồi trên đồi trăng. Tới chân đồi, nàng lao mình chạy lên đỉnh. Khi tới nơi, Lệ Lan vừa thở hổn hển vừa nhìn kỹ chung quanh. Chiếc xe vẫn nằm y nguyên như cũ, nhưng chẳng thấy bóng dáng Yên Lịch đâu. Nhìn vào trong xe và mở nắp thùng, mọi thứ đều nguyên vẹn. Cúi nhìn xuống gầm xe, cũng không thấy chàng. Anh Lịch, đừng đùa dai nữa. Anh ở đâu? Nàng gọi 4-5 lần nữa nhưng không một tiếng trả lời. Lệ Lan luống cuống, vô cùng lo sợ vì biết chồng nàng không có tính trêu chọc người khác như vậy và cũng chưa bao giờ chàng trêu chọc nàng kể từ ngày mới bắt đầu quen biết nhau. Chưa hết hy vọng, Lệ Lan quay sang bốn phía và gọi thật lớn. Anh Lịch! Anh Lịch! Không một tiếng đáp lại ngoài tiếng thông reo trên đồi và tiếng sóng ngoài khơi nhẹ nhàng vọng tới. Lệ Lan chưa thất vọng. Nàng lên xe cho máy chạy và nhấn còi chừng 10 phút nữa. Nhưng hành động cuối cùng này cũng không mang lại một kết quả nào. Không một bóng người qua lại. Rừng hoàn toàn vắng vẻ, âm u. Lệ Lan ôm mặt khóc nức nở. Yên Lịch mất tích. Y Văn ngả đầu vào lưng ghế, tay nâng ly rượu uống cạn và gọi thêm chầu nữa. Trong khi chờ chủ quá rót whisky, Y Văn xoay lưng nhìn sang phía bác sĩ Giang Điền và đại tá Mạc Kiên đang ngồi đánh cờ cách đó hai bước. Lúc đó là 10 giờ đêm chủ nhật thứ nhì tháng 6, câu lạc bộ vẫn chật ních người, toàn nhân viên của trung tâm. Hôm đó là phiên trực của Giang Điền và Mạc Kiên, trưởng phòng an ninh.
chàng là một cây rượu bép nhè nổi tiếng, chàng chỉ tới câu lạc bộ để uống cho tới lúc say mềm. Ivan là một nhà toán học thời danh môn đệ bậc nhất của nhà bác học Einstein, tuổi trạc tứ tuần, thân hình cao lớn đầy đà và có khối óc thông minh kỳ lạ. Nguyên là giáo sư Đại học Viện Níu Ước, Ivan được mời về pha tích để cộng tác vào chương trình thám hiểm không gian. Còn Mạc Kiên, ông ta là một đại tá, nguyên trưởng sở an ninh không quân, cao và gầy mảnh khảnh, mắt sâu hoắm. Về mặt chuyên môn, có người cho ông là tay xuất sắc, nhưng người khác lại bảo rằng ông bất lực chỉ giỏi nói và lý thuyết suông. Nhất là từ một tháng trước, kể từ ngày chuyên gia Hỏa Tiễn Yên Lịch mất tích một cách cực kỳ bí mật. Mà cho đến nay Mạc Kiên đành bó tay, không tìm ra được một vết tích gì để giải thích, bị gián điệp Nga bắt cóc ư, trốn sang Liên Xô ư, bị một đảng cướp nào bắt cóc ư. Mạc Kiên vẫn chưa trả lời chính xác được những câu hỏi ấy vì chưa có câu trả lời cụ thể nào. Ngồi đánh cờ một lúc, Ivan mới nhớ tới ly whisky, chàng đưa tay ra sau lưng tìm ly của mình. Trong lúc ván cờ của Giang Điền và Mạc Kiên tới gian đoạn gay go, thì Ivan sở thấy ly rượu và nhẹ nâng lên môi uống một hơi ngắn. Rồi lại đặt ly xuống trong lúc mắt vẫn chăm chú theo dõi thế cờ của hai bạn đồng sự. Người chủ quán ở câu lạc bộ có vẻ mệt lử và bắt đầu ngáp. Anh ta đứng dậy, đi đi lại lại cho đỡ buồn ngủ. Ivan chậm rãi rút gói thuốc lá trong túi ra lấy một điếu rồi châm lửa, nhưng hai mắt vẫn không rời bàn cờ để xem ai thắng cuộc. Kiên ơi, anh ngu đến thế là cùng. Tại sao không cho Mã Tiến lên đi? Mạc Kiên gặp thế cờ bí, nhưng nhất định không chịu nghe Ivan mách nước. Nhà toán học thấy rõ Giang Điền gần sát thắng bèn nói chọc. Thắng tên đại ngốc ấy thì vinh dự cái gì? Ngay lúc đó, cửa lớn bỗng mở, một thiếu nữ diễm lệ bước vào. Đó là Kiều Dung, bí thư của tướng Gia Điệp, nàng kiêm luôn nhiệm vụ liên lạc với các báo chí. Kiều Dung có một sắc đẹp xứng đáng với tên nàng, từ dung nhan, thân hình tới dáng điệu, cử chỉ và giọng nói. Tới làm việc tại trung tâm mới được 3 tháng, nàng rất được tướng Gia Điệp, ông trùm của trung tâm tín nhiệm và trao những chức vụ nói trên. Kiều Dung ngừng lại cạnh bàn của ba nhà thiên văn học, trong đó người ta nhận thấy có Ưng Dung, nhà bác học đứng đầu ở sở thiên văn. Ba người muốn lưu nàng lại nhưng Kiều Dung mỉm cười cảm ơn và tiến về phía quầy rượu, kéo ghế ngồi sát toán học gia Ivan. Chào anh Ivan. Nhưng chàng vẫn ngồi quay về phía bàn cờ, Kiều Dung nói tiếp. Anh Văn, anh mãi mê chuyện gì đó? Kìa, cô Dung. Xin lỗi cô, tôi phải phê bình tài đánh cờ của ông trùm mật vụ. Trời, ngu ơi là ngu. Không biết mưu thần trước thánh đâu mất cả rồi. Anh nói gì ác vậy? Có phải việc của mình đâu mà thọc mũi vào? Mặc kệ người ta thua với được. Có ai chế giễu cái bệnh bét nhè của anh đâu. Tại sao không nghĩ đến cái tội của mình mà cứ bới móc cái xấu của người? Ivan nổi khùng gắt lên. Mời cô đi chỗ khác. Rồi cầm ly whisky uống cạn một hơi. Kiều Dung đỏ bừng mặt nhưng không trả lời. Người chủ quán can thiệp khéo. Thưa cô dùng gì? Tôi có mấy chai nước trái cây nguyên chất vẫn còn cất giấu kỹ để phần cô. Cảm ơn. Ông cho tôi ly nước dừa. Ivan đặt mạnh ly xuống mặt quầy, rồi gọi thêm chầu nữa. Chủ quán có vẻ không muốn để chàng uống thêm vì lúc đó Ivan đã bắt đầu say. Thưa, đã 7 chầu rồi ạ. Nhà toán học hét lên. Anh nói gì vậy? Uống thì trả tiền, có quỵt đâu mà sợ. Anh muốn gây với tôi à? Chủ quán đành rót thêm ly whisky thứ 8, biết rằng sau đó Ivan sẽ túy lý càng khôn. Về phía Kiều Dung, sự bực tức cũng suy giảm vì nàng biết rõ Ivan đã say, và hơn nữa vì hiểu rõ hoàn cảnh riêng của nhà bác học này nên nàng cũng sẵn lòng tha thứ. Kiều Dung biết rõ là trước đây Ivan đã say mê rồi kết hôn với một thiếu phụ quá lãng mạn, nhưng ít lâu sau cô vợ bỏ chồng đi theo một ca sĩ hạng xoàng nhưng đẹp trai hơn Ivan. Dù sao chàng vẫn còn thương nàng nên không ly dị và cũng không kiếm chuyện gì với cặp tình nhân kia về mặt pháp lý. Nhưng tính tình Ivan thay đổi hẳn. Chàng uống rượu liên miên và rất ghét nữ giới, không muốn nhìn bất cứ người đàn bà nào dù trên tranh ảnh. Bởi vậy khi gặp Kiều Dung, Ivan mới có thái độ trên. Ván cờ vừa chấm dứt, cặp đối thủ cũng gọi rượu uống. Mạc Kiên hỏi. Có gì lạ không, cô Dung? Thưa đại tá,
chẳng có gì cả, ngoài việc bà vợ nhà bác học yên lịch tới bổ túc hồ sơ. Bà ta rất ủ rũ, thật tội nghiệp. Giang Điền tiếp lời. Đôi vợ chồng ấy đúng là sắt cầm hòa hợp. Tôi ít gặp một gia đình mà vợ kính phục chồng như vậy. Mạc Kiên nhún vai tỏ vẻ hiểu biết vấn đề này hơn ai hết. Rồi họ sẽ tái ngộ trong tương lai. Kiều Dung ngạc nhiên. Đại tá nói gì vậy? Lệ Lan tin chắc rằng chồng nàng chết rồi. Trở về làm sao được nữa? Cô ngây thơ quá. Anh ấy chạy sang Nga rồi. Giả vờ bị bắt cóc mất tích. Và không muốn mang vợ đi theo đấy thôi. Ivan nghe nói vậy liền quắc mắt lên. Vây mà cũng gọi là trùm mật vụ. Ngu ơi là ngu. Mạc Kiên nhún vai hỏi lại. Anh lấy gì để chứng minh rằng Yên Lịch đã chết? Anh ấy là bạn tôi. Tôi biết rõ tâm tình của Yên Lịch lắm. Con người thẳng thắn và trung tín như vậy không thể bỏ chúng ta để theo Nga được. Nghĩa là tự ý chạy sang hàng ngũ địch. Bác sĩ Giang Điền hỏi Ivan. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra cho Yên Lịch không? Dù có biết, tôi cũng không nói với tên ngốc vì hắn có hiểu gì đâu. Mạc Kiên hằn học. Đừng nghe thằng bét nhè. Hắn say rồi. Ivan liền xông lại nắm lấy vai Mạc Kiên lay mạnh. Yêu cầu anh nói lại câu ấy. Bác sĩ Giang Điền liền can thiệp, gạt hai người ra, đứng xen vào giữa và nói. Anh Văn, sao nóng nảy dữ vậy? Mời anh sang bàn kia với tôi. Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. Ba nhà thiên văn học cũng đứng dậy sẵn sàng ngăn cản hai người nếu cuộc đánh lộn xảy ra. Giữa lúc ấy một người đẩy cửa chính của câu lạc bộ bước vào và lớn tiếng hỏi. Ông Ivan có đây không? Người đó là nhân viên bưu điện tại bưu trạm riêng của trung tâm. Mời ông Ivan ra lấy điện tín. Ivan tạm ngưng cuộc xung đột chạy ra nhận điện tín. Vừa đi vừa tự nghĩ. Điện tín nào? Ai gửi? Lạ quá. Lãnh xong chàng bó ra đọc. Hồng đau rất nặng, anh tới gấp. Thượng khẩn. Hồng, Tuyết Hồng là vợ chàng. Nàng đã bỏ đi từ nửa năm trời. Ivan vẫn theo dõi tin tức, nhưng gần một tháng nay, nàng biến mất không biết ở đâu. Rồi đột nhiên nàng nhận được hung tin này. Bác sĩ Giang Điền hỏi. Tin gì làm anh buồn xỉu thế? Vâng, tin buồn. Vợ tôi đau nặng lắm, tôi phải đi thăm nàng tức khắc. Giang Điền nhìn sang phía Mạc Kiên. Đại tá sẽ cấp ngay giấy xuất trại cho anh. Mạc Kiên vẫn chưa nguôi giận. Tôi không có quyền. Phải được ông tướng chấp nhận trước đã, sau đó tôi mới có thể làm giấy. Kiều Dung đỡ lời. Tôi có thể gọi điện ngay về xin phép ông tướng cho anh. Nghe câu đó, Mạc Kiên dịu giọng. Thôi được, tôi cho lệnh làm ngay giấy phép và dặn họ mang ra để sẵn ngoài trạm kiểm soát. Rất cảm ơn đại tá. Ivan nói xong liền rảo bước ra khỏi câu lạc bộ. Đêm ấy trời nóng đực và tối om vì là đêm không trăng và nhiều mây. Ivan rảo bước sang phía tay mặt để trở về nhà cách đó 200 thước, trên đường số 2. Chàng quên hẳn câu chuyện xảy ra giữa mình và Mạc Kiên vì lúc này đầu óc chàng bị ám ảnh bởi hình ảnh Tuyết Hồng. Mặc dù nàng hư nhưng chàng vẫn thương nhớ và mong có ngày sum họp trở lại. Và nay là dịp để đưa nàng trở về. Rồi Ivan hồi hộp lo ngại không biết bệnh trạng Hồng ra sao. Có nguy kịch hay không? Chắc nàng đau nặng nên mới đánh điện gọi chàng. Còn thằng ca sĩ mất dạy chắc nó lần trốn mất rồi. Nghĩ tới đó chàng nghiến răng và nắm chặt tay lại giơ lên trời như muốn đấm kẻ thù. 5 phút sau tới nhà, chàng bật đèn, lấy bức điện ra đọc lại và coi địa chỉ ghi ở phía dưới. Nàng hiện ở mãi tận Sơn La, một thành phố cách Pha Tích rất xa, mà giờ khuya này không còn chuyến xe lửa nào nữa. Đành phải đi bằng xe hơi vậy. Ivan vào phòng lấy một số vật dụng cần thiết nhét bừa vào một vali nhỏ, kiểm lại tiền rồi hấp tấp xách vali xuống nhà xe. Quên cả đóng và khóa cửa. Mấy phút sau, chàng đã lái chiếc xe Soto tới cổng trung tâm. Viên trung sĩ trực tại đồn kiểm soát chạy ra trao giấy phép xuất trại và hỏi Ivan. Thưa ông đi đâu? Và đi bao lâu?
đi Sơn La, nhưng chưa biết mấy ngày. Xin ông cứ cho một thời gian phỏng chừng thôi. 2 hoặc 3 ngày tùy ý. Anh cứ ghi 3 ngày. Cảm ơn ông. Chúc ông đi đường bình an. Ivan lên xe, cổng chạy từ từ mở. Chiếc xe Soto rồ máy tiến ra khỏi trung tâm, chẳng mấy chốc đã biến trong bóng tối. Ivan lái xe rất giỏi và thích phóng hết tốc lực dù gặp lúc trong người mệt mỏi. Hôm đó bị kích thích vì bức điện của Hồng, chàng đã cho xe chạy hết mức mặc dù đầu óc bị choáng váng vì rượu. Chàng muốn đến Sơn La thật sớm sợ rằng Hồng có thể qua đời trước khi chàng tới nơi. Chàng cũng biết rằng ở phía sau một chiếc Chevrolet của sở an ninh đang rượt theo vì đó là thông lệ của trung tâm. Nhưng Ivan không lưu ý tới điểm đó và tự nghĩ họ sẽ mệt nhoài khi rượt theo quá 100 km. Sau đó chưa chắc đã theo kịp mình. Nếu họ quyết không chịu bỏ cuộc, chắc chắn xe của họ sẽ văng ra khỏi đường. Trường hợp này đã nhiều lần xảy ra khi xe an ninh rượt chàng, và chàng cũng đã nhiều lần vì thế mà bị tướng gia điệp khiển trách. Chiếc xe Soto tiếp tục lao mình trong đêm tối với tốc lực 150 km một giờ, bất chấp mọi nguy hiểm. Phía sau, chiếc Chevrolet vẫn bám sát với tốc độ tương đương. Trung sĩ Mã Linh lái xe an ninh vui vẻ nói với bạn. Ông Ivan lái xe tuyệt giỏi. Chưa biết bọn mình có bám mái được chiếc xe Soto không? Chuẩn úy Sơn Niên ngồi cạnh tức tối. Chúng ta sẽ vào bệnh viện cả đôi. Lũ bác học chúng nó điên tất cả. Tiếng bánh xe rít khi vượt một khuỷu đường, xe nghiêng hẳn sang một bên. Mã Linh lẹ tay lấy lại thăng bằng cho xe một cách dễ dàng. Phía trước 2 pha đèn xe Soto vẫn lướt phóng rất nhanh, cách xe an ninh vài 300 thước. Sơn Niên lại hằn học. Bám sát nó làm gì? Đừng thí mạng vô ích. Thôi, đi chậm lại đi anh Linh. Nhưng lệnh thượng cấp bắt buộc lúc nào cũng nhìn thấy xe đó. Không thể đi chậm lại được. Vô lý quá. Tại sao không cho tụi mình ngồi cùng xe với nó? Đã có đề nghị ấy nhưng bọn họ không chịu. Họ viện lý do là như vậy sẽ mất tự do. Nhất là khi có Đào ngồi bên. Bọn họ muốn giết hết nhân viên của sở an ninh hay sao? Nhưng chúng mình lãnh lương để làm việc này mà. Tới một đoạn ngoằn ngoèo nhiều khúc, hai quân nhân tạm ngừng thảo luận vì Mã Linh phải dồn hết tâm trí vào việc nhìn đường và chú ý vào tay lái. Sơn Niên nhớ lại việc nhà bác học Yên Lịch mất tích trước đây 1 tháng. Tôi vẫn bị ám ảnh cái vũng dầu hôm đã giết chết 2 anh em đồng đội của chúng ta. Đại tá Mạc Kiên cho là thật khó hiểu. Một sự việc rõ ràng là chiếc Ford của vợ chồng Yên Lịch không gặp vũng dầu đó. Vì nếu gặp nó thì xe của họ đã bị nạn rồi. Họ vẫn yên lành cho tới lúc anh chồng mất tích trên đỉnh đồi. Như vậy là có bọn người bí mật nào đó đã đổ dầu ra đường một cách vô cùng mau lẹ ngay sau khi chiếc Ford vượt qua đó. Bọn chúng định gây tai nạn cho xe an ninh để xe này bị tê liệt không tiếp tục theo dõi được nữa. Chúng sẽ tự do bắt cóc Yên Lịch dễ dàng. Không biết sở an ninh đã tìm ra manh mối gì chưa? Có lẽ đã có một vài tia sáng, nhưng còn giữ bí mật. Bọn mình biết sao được. Bất chợt Mã Linh thấy luồng ánh sáng của pha đèn của chiếc xe Soto đổi chiều rẽ sang tay trái. Chàng nhích bàn chân từ ga sang thắng. Khuỷu đường lộ ra, chàng bớt đà xe rồi lại đạp ga khi xe đi vào khúc đường cong. Ngay lúc đó một vũng dầu hiện ra và lan rộng trên mặt đường. Sơn Niên la lớn nhưng Mã Linh không nghe rõ chàng nói gì. Mã Linh đang quá chăm chú vào tay lái. Chàng cảm thấy chiếc xe đang đi trên một vật gì mềm mềm và bị xê dịch sang bên phải. Tức khắc chàng vội quay tay lái ngược sang bên trái và bỏ hẳn chân ga để xe có thể trở vào giữa đường. Nhưng xe đã trượt quá đà, lao mình vượt qua lề đường và húc mạnh vào một tảng đá lớn cạnh đó chừng 7-8 thước, tạo thành một tiếng nổ lớn vang dội giữa đêm khuya. Đầu máy chiếc Chevrolet bẹp rúm lại và toàn thân xe bị lật nghiêng. Mã Linh bất tỉnh. Nửa giờ sau chàng dần tỉnh lại và thấy Sơn Niên vẫn nằm bất tỉnh sát ngay bên cạnh. Cả hai người vẫn còn nằm cả trong xe. Chàng muốn gọi bạn nhưng không thể phát ra tiếng được. Mã Linh vận dụng hết sức còn lại để mở cửa xe và nhoài được ra ngoài bằng cánh tay phải vì cánh tay trái lúc đó bị tê liệt hẳn. Chàng nằm yên không cử động một lúc khá lâu trên mặt đất vì các vết thương trên ngực rất đau nhức. Rồi chàng giáng nhấc mình lên tìm cách đứng dậy.
tới khi đứng lên được thì mình mẩy càng đau nhức thêm. Hai pha đèn vẫn sáng, và ánh sáng được tảng đá phản chiếu lại làm cho phía trong xe đủ sáng. Mã Linh cúi xuống gọi Sơn Niên, nhưng bạn chàng vẫn nằm co rúm và bất tỉnh. Chàng ngồi xuống ngoài người vào trong xe để kéo Sơn Niên ra ngoài. Mùi xăng và dầu xông lên ngạt mũi, chỉ cần một tia lửa nhỏ xe có thể bốc cháy liền. Chàng thu hết sức còn lại vào cánh tay phải để lôi bạn ra cho bằng được, trong khi cánh tay trái của chàng vẫn còn hoàn toàn bị tê liệt và đau nhức. Đưa được hết người của Sơn Niên ra khỏi xe thì Mã Linh kiệt sức phải nằm xuống thở. Chàng vô cùng đau buồn vì thấy bạn mình đã tử nạn, xương sọ bị dập và tim đã ngừng đập hẳn. Mã Linh liền nhớ những lời cuối cùng của Sơn Niên nói về Vũng Dầu đã giết hai bạn Y Miên và Hảo Nhân một tháng trước đây. Chàng lại đành chịu đau, gượng dậy tiến ra lề đường để quan sát Vũng Dầu và khúc đường vòng. Ánh sáng pha đèn phản chiếu và soi toàn thể chỗ đó. Chàng rùng mình và lạnh toát người khi thấy rằng chỉ có vết bánh xe Chevrolet mà thôi, tức là xe do mình lái chứ không có vết bánh xe Re Soto của Ivan. Xe của Ivan đã qua chỗ đó 30 giây trước, chỉ có 30 giây thôi, mà không thấy vết bánh xe. Đại tá Mạc Kiên nhận một điện tín từ Sơn La gửi tới, dưới ký tên trưởng ty cảnh sát. Nguyên văn bức điện, không có tên Hồng, vợ của Ivan tại Sơn La. Đã tìm khắp các khách sạn, quán trọ, cũng không thấy Ivan tới đây. Không tìm được vết tích nào tại đây. Hết. Mạc Kiên bực dọc, liệu bức điện tín xuống bàn, rồi vắt tay lên trán suy nghĩ. Bí mật và bí mật. Sau Yên Lịch đến Ivan mất tích trong vòng một tháng. Hai nhà bác học tài ba nhất của Mỹ Quốc. Đúng là bọn gián điệp Nga rồi. Nhưng làm sao tìm ra được manh mối việc này? Chương trình thám hiểm không gian bị phá hoại. Làm gì bây giờ? Mạc Kiên biết rằng chính phủ trung ương sẽ hết sức quan tâm đến sự việc này và nếu không khám phá ra được chút bí mật về việc hai nhà bác học mất tích, mình sẽ không thoát được một hình phạt rất nặng nề. Điều đó là điều chắc chắn. Ông châm thuốc, tay hơi run, rồi nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi. Tướng Gia Điệp đã hẹn Mạc Kiên phải tới gặp ông ngay sau khi đã tới khám nghiệm tận nơi xảy ra tai nạn. Mạc Kiên chưa biết nên trình bày cách nào. Lần này, chiếc Chevrolet thứ hai cũng bị tai nạn do một vũng dầu đổ ra đường ngay khi chiếc xe trước vụt qua. Bọn phá hoại chỉ nhằm hạ chiếc xe an ninh mà thôi. Không hiểu chúng hành động cách nào mà có thể mau lẹ đến như vậy. Mạc Kiên đứng dậy để đến gặp tướng Gia Điệp, nhưng chuông điện thoại reo vang. Alo, ai đó? Thưa đại tá, đã tìm thấy chiếc xe của Ivan rồi. Tìm thấy ở đâu? Dạ, 8 cây số cách nơi chiếc Chevrolet bị nạn. Ở trong rừng, trên một đường xuyên sơn. Xe còn y nguyên, nhưng không tìm thấy Ivan. Ai tìm thấy? Thưa, một nhân viên thủy lâm. Có tìm ra dấu vết gì của Ivan và bọn sát nhân không? Thưa, không có gì hết. Chiếc vali của Ivan vẫn còn nguyên vẹn không bị đụng chạm tới, không mất mát gì. Chiều nay sẽ có báo cáo gửi về. Kính chào đại tá. Mạc Kiên đặt ống điện thoại xuống, đấm mạnh lên bàn và la lớn. Thằng chó chết Ivan lại cũng bắt chước như Yên Lịch lần trước. Bỏ xe lại để người khác tưởng là chúng bị bắt cóc. Ai còn lạ gì? Chúng trốn sang Nga và để mình phải gánh chịu tai họa. Bị cách chức, về vườn. À, lũ bác học mất dạy. Nhớ tới lệnh của tướng Gia Điệp, đại tá Mạc Kiên vội vã rời khỏi văn phòng, lên xe tới tổng hành dinh. Trên đường, những hình ảnh, những sự việc và chuyện xích mích đã xảy ra tối qua lần lượt xuất hiện rõ rệt trong trí nhớ của ông trùm mật vụ. Thật sáng tỏ như ban ngày, thằng khốn kiếp đã vượt qua biên giới rồi. Rồi Mạc Kiên yên lặng, sắp xếp các lý lẽ để trong vài 3 phút nữa trả lời cho vị chủ soái của trung tâm. Ethan khoát tay vợ, đỉnh đạt tiến vào phòng khách tổng hành dinh. Chiều nay, tướng Gia Điệp mở cuộc tiếp tân mời toàn thể nhân viên cao cấp cùng các chuyên gia và bác học làm việc trong trung tâm pha tích. Ông đã ủy thác cho Kiều Dung mọi việc tổ chức, mua sắm, trang trí và mời đón tân khách. Nàng đã chu toàn nhiệm vụ một cách rất hoàn mỹ. Kiều Dung trang điểm cực kỳ lộng lẫy với bộ y phục màu đỏ tươi óng ánh, nàng đã xuất hiện dưới mắt mọi người như một vị phu nhân. Khi gặp vợ chồng Ethan đến hơi muộn, nàng trách khéo với một nụ cười.
ông bà bận rộn gì mà giờ này mới tới? Thanh Thúy biết chồng mình vụng nói bèn trả lời trước. Xin lỗi Kiều Dung, tôi hơi nhức đầu nên bắt anh Tân chờ, và Dung cũng phải chờ. Lỗi tại tôi tất cả. Em không dám. Thôi mời anh chị vào. Kiều Dung hướng dẫn vợ chồng y Tân tới ghế tướng gia điệp đặt tại một góc căn phòng tiếp tân rộng lớn. Kiều Dung đỡ lời vợ chồng y Tân để xin lỗi vị chủ soái. Sau mấy lời chào mừng thăm hỏi tướng gia điệp, Thanh Thúy cùng chồng đi chào mọi người. Có một số bạn bè lấy sự chậm trễ của cặp vợ chồng trẻ này làm đề tài để đùa cười trong tiệc rượu. Người bồi bàn bưng khay tới, y Tân lấy một ly rượu whisky và Thanh Thúy một ly nước trái cây. Hai người trở về chỗ vị chủ soái trong khi Kiều Dung lân la đi tiếp xúc với mọi tân khách. Y Tân là một nhà hóa học danh tiếng, đứng đầu trong nhóm chuyên gia hóa học tại trung tâm Pha Tích. Đang tập trung trí óc vào việc chế tạo một loại nguyên liệu đặc rất cấp thiết để có thể phóng nguyệt cầu tí hon lên quỹ đạo. Y Tân đã được chính phủ mời cộng tác vào chương trình thám hiểm không gian và tới Pha Tích từ ngày mới thiết lập trung tâm này. Chàng là một thanh niên 32 tuổi, kết hôn với Thanh Thúy được gần 3 năm nhưng nàng chưa sinh đẻ lần nào. Khổ người tầm thước, các bắp thịt rắn chắc vì Y Tân rất ham thể thao và bơi lội. Chàng say mê hóa học và cặm cụi ngày đêm trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày chỉ đảo về nhà vào những giờ ăn và có khi gần nửa đêm mới đi về ngủ. Nhưng chàng cũng say mê thi ca như hóa học, lúc mệt thì nằm dài trên ghế xích đu để sẵn trong phòng thí nghiệm rồi ngâm nga mơ mộng. Thanh Thúy lại khác hẳn, nàng muốn chồng phải có mặt luôn bên cạnh, phải chiều chuộng và nâng niu vợ. Óc nàng rất thực tế vì là con gái của một đại thương gia và cũng giúp cha nhiều trong việc kinh doanh. Hàng ngày vẫn thường xảy ra cãi lộn mỗi khi chàng có mặt ở nhà. Không hiểu tại sao hai người lại có thể kết hôn với nhau được. Đó là câu hỏi thông thường của nhiều người trong trung tâm Pha Tích. Nhưng trong cuộc đời tình cảm của Y Tân còn một người đàn bà thứ hai xen vào. Đó là Bạch Liên, một thiếu phụ lãng mạn và si tình, vợ nhà thiên văn học Hòa Lạc. Mọi người trong trung tâm đều biết rõ chuyện giao du thân mật giữa Y Tân và nàng từ gần 2 tháng. Bác sĩ Giang Điền là người tới sau cùng vì ông bận giải phẫu cho một thiếu niên giúp việc tại phòng thí nghiệm. Em này bị ngã gãy chân trong lúc đá banh ngoài bãi biển vào khoảng 3 đến 4 giờ chiều. Bác sĩ tới chào chủ soái. Tướng gia điệp cũng hỏi han về tình trạng cậu bé bị thương. Thanh Thúy chăm chú nghe câu chuyện giải phẫu. Y Tân thừa dịp chạy ra chào hỏi anh em đồng sự, rồi lần dần tới chỗ Bạch Liên trong lúc nàng đứng nói chuyện với Lan Anh, một nữ hóa học cộng sự viên của chàng. Mấy phút sau Thanh Thúy ngách mắt tìm chàng nhưng cũng để mặc chàng vì nàng định nhân cơ hội đó tố cáo câu chuyện nhăn nhện giữa Y Tân và Bạch Liên với tướng gia điệp. Thấy Y Tân tới gần, Bạch Liên âu yếm nắm thật chặt lấy tay chàng. Lan Anh giả vờ không biết có chuyện ám muội giữa hai người, nàng nói. Chị Liên đang khủng bố tinh thần em, vừa may ông tới đúng lúc. Y Văn vẫn mến chuộng Lan Anh vì trong nhóm hóa học gia, nàng là người cộng sự đắc lực nhất của chàng. Chàng mỉm cười trả lời. Cô kể lại tôi xem chị Liên đã kể những gì kinh khủng và rùng rợn. Lan Anh dùng mình một cái rồi trả lời. Chị ấy nói ban nãy chị ấy bói bài và quẻ bói cho biết rằng tối nay lại xảy ra một tai nạn lớn nữa. Y Tân cau mày khó chịu vì Bạch Liên là người say mê khoa học huyền bí nhất là bói toán và tướng số. Gặp ai nàng cũng hỏi ngày giờ sinh để tính số mệnh theo khoa tử vi hoặc xem chỉ tay. 5 năm. Thấy Lan Anh nói vậy nàng giải thích thêm. Chẳng cần phải bói bài cũng có thể biết được việc ấy. Vì hôm nay là ngày chủ nhật thứ hai trong tháng. Y Tân liền chất vấn. Chủ nhật thứ hai trong tháng này thì xảy ra tai nạn à? Xảy ra ở đâu và cho ai? Trên thế giới, giờ phút nào mà chẳng có tai nạn, chẳng chỗ này thì chỗ khác. Bạch Liên giải thích. Đây nhé, sự việc sơ sở ra đó, Yên Lịch và Y Văn đều mất tích và xe hơi của sở an ninh đều bị nạn vào chủ nhật thứ hai trong tháng, tháng trước nữa và tháng vừa qua. Đúng không? Và theo khoa học tướng số, nếu xảy ra hai tai nạn như vậy thì bao giờ cũng có tai nạn thứ ba nữa. Đủ 3 thì mới hết. Y Tân yên lặng suy nghĩ. Tới lúc đó thì chàng mới thấy rằng Bạch Liên là người đầu tiên tìm ra sự trùng ngày trong hai tai nạn xảy ra cho trung tâm và tạo nên cuộc khủng hoảng khá trầm trọng. Tức là đêm không trăng, trời rất tối.
Lan Anh nhún vai không tin như vậy. Chị cho đó là do Tiên định phải không? Tôi không tin là có thể xảy ra một tai nạn thứ ba được nữa. Cơ quan an ninh đã có biện pháp mới đề phòng rất chu đáo và cẩn mật rồi. Ethan gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Lan Anh, vì chàng biết rõ là sau sự vụ Ivan mất tích, sở an ninh đã áp dụng những biện pháp mới. Tổ chức canh phòng rất chặt chẽ để bảo vệ các cơ sở và nhân viên của trung tâm. Từ nay, tất cả các nhà bác học và chuyên gia đều phải có người của sở an ninh theo sát. Kể cả những nhân viên hành chính hay kỹ thuật đã biết ít nhiều về những bí mật của trung tâm. Không cho xe Chevrolet nào đi theo họ nữa, trái lại cho một nhân viên an ninh đi cùng xe với họ và có một xe an ninh đi trước để mở đường. Đây là một quân luật, vì vậy không ai dám phản đối. Bạch Liên bực mình đưa tay lên nắn lại mái tóc rồi trả lời. Dù có biện pháp mới hay không, việc phải đến sẽ đến. Riêng tôi rất lo sợ. Rồi mặt tái nhợt, người run lật bật, nàng vội nắm chặt lấy tay Ethan. Nàng đứng tựa vào chàng và quên rằng có Lan Anh ở bên cạnh. Bạch Liên thỏ thẻ nói nhỏ. Anh Tân, hãy hết sức thận trọng. Em rất lo ngại cho anh. Ethan ngượng ngùng đỏ mặt. Chàng đẩy nhẹ Bạch Liên ra và hỏi. Bói bài có thể biết được ai là nạn nhân thứ ba không? Nàng trả lời. Yên Lịch, Ivan. Tên hai người đều bắt đầu bằng chữ Y. Tên nạn nhân thứ ba chắc cũng bắt đầu bằng chữ ấy. Ngoài tên anh, còn có tên ai bắt đầu bằng chữ Y không? Lan Anh phát cáu. Chị điên à? Nói nhảm nhí bậy bạ. Thôi, xin lỗi chị. Rồi nàng tức tối quay lưng đi thẳng, để mặc Ethan và Bạch Liên đứng lại. Liên nói. Chị ta kỳ cục quá. Nếu không tin khoa học huyền bí thì cứ ở lại đây thảo luận cho ra lẽ phải. Tại sao không dám đối thoại? Vì câu chuyện của Liên rùng rợn quá. Tại sao việc chưa xảy ra mà dám đoan chắc 100%, làm cho người nghe phải bực mình? Bực mình cái gì khi người ta nói theo quẻ bói và theo số mệnh chứ có bịa đặt gì đâu? Có một người nhẹ nhẹ hỏi ở phía sau lưng. Quẻ bói gì ly kỳ vậy? Hai người quay lại thấy Hòa Lạc, chồng Liên đứng đó từ bao giờ không rõ. Mắt chàng mấp máy luôn vì quen làm như vậy trong khi quan sát tinh tú qua các viễn vọng kính. Ethan tự hỏi không biết Hòa Lạc có nghi ngờ gì không vì câu chuyện giữa chàng và Bạch Liên đã có nhiều người biết. Dù bận rộn đến đâu thì một ngày kia Hòa Lạc cũng nghe thấy tiếng đồn. Bạch Liên trả lời chồng. Em đã bói bài thấy rằng tối nay sẽ có một tai nạn lớn nữa sẽ xảy ra cho trung tâm. Chị Lan Anh đã không tin mà lại còn cho là em điên, rồi chị ấy bỏ đi. Hòa Lạc đưa tay đập mạnh vào lưng vợ, rồi vừa cười vừa nói. Mặc xác cô ta, không tin thì thôi, cáu cái gì? Riêng anh thấy bao giờ em cũng đoán trúng. Bạch Liên mỉm cười sung sướng. Đoán trúng cho người khác, nhưng chẳng bao giờ đoán trúng cho anh. Không hiểu tại sao. Bỗng nhiên Hòa Lạc đổi sắc mặt, nói một cách giận dữ. Chúng ta không hợp với nhau, em vẫn luôn nhắc đi nhắc lại như vậy. Tốt hơn hết là... Nói chưa hết câu chuyện, chàng đã quay lưng đi thẳng sang góc đối diện, cách đó chừng 20 thước. Bạch Liên nói với Ethan. Hắn ghen đó, nhưng em cóc cần. Dù sao Liên cũng nên coi chừng. Hắn có thể đưa chúng mình ra tòa. Thì ly dị chứ gì. Em rất mong hắn làm như vậy. Nàng nắm chặt tay Ethan, rồi ghé vào tai nói nhỏ. Anh và Thanh Thúy cũng không hợp nhau. Còn đợi gì không xin ly dị, chúng mình sẽ sung sướng. Một chiêu đãi viên bưng khay rượu tới, hai người phải ngưng tâm sự. Ethan lấy một ly whisky, còn Bạch Liên cảm ơn không dùng gì nữa. Hai bà khác, vợ sĩ quan trong trại tiến lại gần Bạch Liên để gợi chuyện. Ethan nhân cơ hội lãng ra chỗ khác. Các bà nói những chuyện gả vị, trang điểm. Năm năm. Mấy phút sau, Bạch Liên ngước mắt tìm nhưng không thấy Ethan. Nàng chắc rằng chàng đang đứng lẫn trong đám bạn bè nào đó. Trong lúc cuộc tiếp tân của vị chủ soái đang tiếp diễn, mọi người đều không trông thấy bóng của đại tá Mạc Kiên, chánh sở an ninh đâu. Chiều hôm đó, ông phải ở lại văn phòng để nghiên cứu tập hồ sơ về việc Yên Lịch và Ivan mất tích. Tiếng vui nhộn từ phòng tiếp tân vọng lại càng làm cho ông thấy khó chịu. Vẫn chưa có lấy một tia sáng nào,
Mạc Kiên nói một mình, rồi lấy thuốc ra hút và chăm chú suy nghĩ trước hai tập hồ sơ. Theo lệnh của chủ soái, nếu một tuần nữa mà không tìm ra manh mối hai vụ này, Mạc Kiên sẽ bị về vườn thật sự. Tướng Gia Điệp đã nhiều lần khiển trách, lần này chắc chắn ông sẽ thẳng tay. Suy đi xét lại, lần dở hết trang này đến trang khác trong hai tập hồ sơ, Mạc Kiên vẫn thấy mình còn đứng ở khởi điểm, tức là vẫn chưa tìm ra đầu mối nào có thể giúp ông tìm ra sự thật. Một hồi chuông điện thoại, ông cầm ống nghe lên. Alo, tôi nghe đây. Một giọng đàn bà êm dịu hỏi. Thưa đại tá, có biết hôm nay là ngày chủ nhật thứ nhì trong tháng 7 không? Ngạc nhiên, Mạc Kiên hỏi lại. Xin bà cho biết quý danh. Người đó nói tiếp. Yên Lịch mất tích vào tháng 5 vào ngày chủ nhật thứ nhì và Y Văn trong tháng 6 cũng đúng ngày chủ nhật thứ nhì. Đã có hai thì phải có ba. Đại tá chớ coi thường. Một lần nữa, Mạc Kiên cáu kỉnh hỏi lại. Thưa, bà là ai? Như coi thường ông trùm mật vụ, người đàn bà nói tiếp. Yên Lịch, Y Văn, tên hai người đều bắt đầu bằng chữ Y. Nạn nhân thứ ba cũng sẽ như vậy. Đại tá thử tìm trong số các bác học và chuyên gia ở đây xem có tên ai bắt đầu bằng chữ Y nữa không, Y Tân chẳng hạn. Nếu đứng ở địa vị đại tá, tôi sẽ theo dõi và kiểm soát Y Tân rất chặt chẽ ngay từ bây giờ trong cuộc tiếp tân của chủ soái. Có thể khám phá ra được ổ gián điệp của địch. Tạch! Người đàn bà đã đặt máy xuống. Cuộc đàm thoại chấm dứt. Mạc Kiên vội gọi lại tổng đài điện thoại của trung tâm hỏi số điện thoại vừa nói chuyện với mình. Tổng đài trả lời, đó là số của phòng tiếp tân tổng hành dinh. Biết rằng lúc đó, phòng này còn chật ních tân khách của tướng Gia Điệp, không thể biết được ai đã gọi đến sở an ninh. Mạc Kiên bèn ngồi suy nghĩ, hai lần đầu là ngày chủ nhật thứ nhì trong tháng và tên hai nhà bác học mất tích đều bắt đầu bằng chữ Y. Bọn phá hoại đã chú ý lựa chọn như vậy, hay vì may rủi mà có sự trùng ngày, trùng chữ. Mạc Kiên đứng dậy cất hai tập hồ sơ vào tủ, rồi bước ra khỏi văn phòng. Bên ngoài trời tối và chỉ có muôn ánh sao lấp lánh của một đêm hè không trăng. Tới tổng hành dinh, Mạc Kiên đột nhập vào phòng tiếp tân giữa lúc cuộc khiêu vũ bắt đầu. Gặp Kiều Dung đang nhảy với Giang Điền, Mạc Kiên giơ tay chào nhưng mắt chú ý nhìn xem vợ chồng Y Tân ở đâu. Dàn nhạc ngừng hòa tấu khi vũ khúc chấm dứt, vẫn chưa thấy bóng Y Tân nhưng Thanh Thúy xuất hiện ở phía trước mặt, Mạc Kiên bước tới hỏi nàng. Chào bà, ông nhà đâu? Tôi không rõ. Trước đây mười mấy phút tôi còn thấy đứng nói chuyện với mấy ông bạn. Từ lúc bắt đầu khiêu vũ, tôi sơ ý không nhìn xem ảnh nhảy với. Cô nào? Thanh Thúy kiểng hai chân hết mức để tìm xem chồng mình đang đứng ở chỗ nào. Không thấy chồng tôi đâu. Lạ quá. Rồi nàng nói tiếp với giọng mỉa mai. Đại tá cứ hỏi chị Bạch Liên, không chừng chị ấy biết đấy. Mạc Kiên cảm ơn rồi đi tìm Bạch Liên, lúc ấy đang đứng tận ở cuối phòng, đang nói chuyện với Hà Minh, một chuyên gia điện tử. Chào bà có thấy Y Tân đâu không? Bạch Liên ngước mắt nhìn quanh. Lạ nhỉ, anh ấy vừa ở đây mà. Tôi đã tìm khắp phòng này và chú ý nhìn đi nhìn lại nhiều lần đều không thấy ông ta đâu. Bà vợ cũng chẳng biết chồng mình đâu. Anh ấy vừa nhảy với tôi chưa đầy 5 phút. Hà Minh nói thêm vào. Tôi cũng thấy chị nhảy với anh ấy. Đại tá thử hỏi người tùy phái xem sao. Có lẽ anh ấy ra ngoài đi bách bộ. Bạch Liên tỏ vẻ muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Nàng cho rằng Y Tân không đi bách bộ vì nếu có chàng đã gọi nàng chứ không thể đi chơi một mình như vậy. Mạc Kiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Hà Minh. Vâng, tôi đi tìm người tùy phái. Hà Minh đợi cho ông ta đi cách xa rồi mới nói. Tội nghiệp, làm trùm mật vụ có sung sướng gì đâu. Mọi người vui chơi mà ông ta phải đầu tắt mặt tối. Nhưng Bạch Liên bắt đầu hồi hộp không lưu ý đến câu nói ấy. Nàng lo sợ. Giữa lúc ban nhạc cử một vũ khúc mới, Hà Minh đề nghị. Mời chị nhảy với tôi bài này. Xin lỗi anh, tôi mệt rồi. Rồi Bạch Liên đi về phía cửa và gặp Mạc Kiên đang hỏi người tùy phái. Anh có biết ông Y Tân, phụ trách về hóa học ở trung tâm không? Vì là một binh sĩ nên anh ta đứng nghiêm trả lời.
Thưa đại tá, anh ta vừa ra khỏi phòng. Bao lâu rồi? Thưa, chừng 5, 6 phút thôi. Ông ấy có nói là đi đâu không? Thưa không, nhưng ông ấy có vẻ vội vàng lắm, gọi mở cửa rồi đi vụt ra ngoài không nói năng gì cả. Không hiểu ông ta đi đâu. Thôi được, cảm ơn anh. Rồi Mạc Kiên hùng hổ xông ra khỏi phòng. Bạch Liên chạy theo, mặt tái nhợt. Còn chú lính tùy phái thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Nhà hóa học Y Tân lãng ra khỏi phòng tiếp tân, bỏ mặc vợ và Y Trung Nhân tiếp tục khiêu vũ, chàng rảo bước đi về phòng thí nghiệm hóa chất. Đó là một cái hầm sâu dưới đất 10 thước, hình bán cầu, kiến tạo bằng thép đúc liền khối. Phòng này được đặt tên là nắp chuông vì hình thể đặc biệt của nó. Trong phòng đầy đủ các loại phễu, chai, lọ, ống thủy tinh, các dụng cụ tế vi để đo lường. Ngoài ra, đặc biệt hơn các phòng thí nghiệm khác là một lò điện rất mạnh và một lò nguyên tử kiểu rất nhỏ. Công tác chính yếu của Y Tân là nghiên cứu để tìm ra những loại nguyên liệu tân kỳ vô cùng mạnh mẽ để sử dụng cho hỏa tiễn 3 tầng gắn liền. Hỏa tiễn khổng lồ này sẽ mang nguyệt cầu Tí Hon lên quỹ đạo ở một cao độ tối đa. Có thể coi mỗi tầng là một hỏa tiễn riêng. Tầng thứ nhất là hỏa tiễn Viking Viking kiểu ngoại hạng, trong có một lò điện để đốt cháy một loại nhiên liệu đặc biệt đã phát minh được từ 2-3 năm trước. Tầng thứ hai cũng tương tự, nhưng với một loại nhiên liệu khác mạnh hơn. Tầng thứ ba phải dùng một loại nhiên liệu đặc biệt hơn cả do Y Tân đang nghiên cứu và sắp hoàn thành. Bởi vậy ngày đêm chàng dùng hết tâm trí và sức lực vào công tác này để nguyệt cầu của Mỹ Quốc có thể sớm lên quỹ đạo. Tất cả ba loại nhiên liệu này đều là những hóa chất rất dễ biến hóa, và khi biến hóa thì tạo thành tiếng nổ kinh hồn. Vì lý do ấy mà phòng thí nghiệm hóa học của Y Tân phải đặt rất sâu dưới đất và trên còn có một khối bê tông. Khổng lồ án ngữ để phòng tai nạn nổ có thể xảy ra khi nhà bác học tính lầm 1/1000 mm. Nếu không đề phòng như vậy, trung tâm có thể bị tổn thất quá nửa về tài sản và nhân mạng. Loại nhiên liệu mà Y Tân đang tìm phải là một chất đặc có đặc tính chịu đựng nổi nhiệt độ rất cao mà không bị biến hóa. Nhiệt độ nói đây là do sự cọ sát của vỏ hỏa tiễn vào không khí trong khi bay với một siêu vận tốc rồi nhiệt độ ấy truyền vào trong và lan tới bình nhiên liệu. Nhiên liệu đặc này phải đứng vững giữa nhiệt độ tối cao này mà không bị phát hỏa, tức là nổ trước khi được phát hỏa với một tia lửa điện. Các bạn vừa nghe xong buổi phát sóng tối ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chương trình phát sóng tối hàng ngày trên kênh.